Đây rồi, chúng ta đã quay trở lại map theo thứ hai, map theo nút, map pick của các thành viên bên phía Godsend. Và những hình ảnh in game đã có ngay sau đây rồi. Phía Godsend chắc chắn là sẽ bắn cái T-side với Maiden. Jumpy vào mặt trước đó là một khẩu USP bắn ở khoảng cách hơi xa nên không thể kết thúc được vị trí của Maiden. Nhưng khẩu P250 này chắc chắn là hiệu quả hơn USP rồi. Quay ở tầm xa lộ vị trí của mình ở khu vực heaven. Lại một mạng nữa dành cho Maiden rồi. Một khẩu P250 nó đang phát huy rất nhiều hiệu quả dành cho bên phía Godsend. Và bây giờ họ đang muốn đánh ngược lên khu vực bom xe A. Bắt đầu phi vào và không có ai của Ence ở đây cả. Gần như là sẽ chiếm được bom xe A mà thôi. Nhưng Sergey bây giờ thì anh ta có đang khá khỏe đấy. Sẽ đổi được mấy đây? Vị trí thì dành cho Sergey không phải là quá đẹp đâu. Khi mà đang có người kê lại, đó là Siko. Và quả bom này thì Sergey cũng không thể hạ gục được Planter. Arrow đang có thiếu móc máy từ khu vực Ram ra và Alu sẽ di chuyển từ mini vào. Nhưng mà Godsend còn tận đến 5 thành viên cơ, 4 chàng trai khỏe mạnh và Maiden có thêm mạng thứ 3. Đến tận bây giờ thì Maiden mới phải nằm xuống. Mạng thứ 2 dành cho Sergey đã đến rồi và đưa tiếng Việt 2-3 cho NC. 3 thành viên của Godsend đã phải đập xuống và Sergey liệu có cho mình mạng thứ 4. Aerial đã bỏ mạng lại và Zen có trên một cái double kill. Chúng ta có thấy những cái tình huống bắn P20 của Godsend nó là tín đến như thế nào? Suýt hay. Vâng, Sergey đã làm 3 rồi nhưng những người đồng đội của anh thì lại chưa thể làm gì hơn được cả. Nhưng đó cũng là một pha bắn quá tốt tới từ Maiden với khẩu P250. Round đấu vừa rồi Godsend đã có một cái tactic khá dị và em thấy gần như là không có bất cứ một team chuyên nghiệp nào làm cả. Đó là họ lên 3 khẩu P250 bên phía T-side. Một điều mà đúng là chưa thấy team nào làm. Nhưng mà 3 khẩu P250 nó đã rất hợp lý đúng không? Nó đã kiểu như là lumer, làm lumer hoàn toàn cái khẩu USB của phía NC vậy. Khi mà lượng hỏa lực của Godsend nó vượt trội hơn. Bây giờ thì đang có một tình huống xếp hình ở khu vực Ram. Ai đi vào thì sẽ được đội hình của SC chụp ảnh. Chụp ảnh bằng 5 khẩu USB. Mà Aerial đang phải có một kê móc. Đây rồi. Nhưng mà có lẽ là Godsend thì họ cũng đang chờ đợi những tình huống đẩy của bên phía S. Họ đã không có thông tin được rằng là đối phương Eco hay là Fogby. Và họ đang chờ xem một ai đó đi lẻ, di chuyển hớ hênh. Nhưng bên phía S thì đang khá là kiên nhẫn ở khu vực B-Ram. Và có vẻ như với việc là đánh vào khu vực bom xe A thì sớm rồi Godsend sẽ dễ dàng phát hiện ra được rằng là bom xe A clear. Nhưng có một quả lửa vào rất khó chịu. Crystal sẽ làm vật tế thần. Ít ra thì có được một mạng đến từ Crystal rồi. Và đông B ngay lập tức thì Godsend phi thẳng vào A luôn. Đúng, một quả lửa Crystal như kiểu là lửa lùa chuột ấy. 4 thành viên của EG phải chạy ra. Trong đó tình huống của Crystal cũng rất trắng. Rồi thì ai sẽ là người hốt đi cái mạng Eco ở đây. Quả lửa tiếp theo được trả vào đội hình của NC. Vâng, đã phải bắn USP rồi lại còn bị mấy ông Godsend hành hạ cho như thế này. Bây giờ thì với những khẩu USP này cơ hội là không có. Sức gì nhất với ông bóc 10 nhưng cũng không để làm gì cả. Kiểu gì vẫn sẽ phải bắn nhau thôi. Đây rồi, một mạng thì cho Sức gì kiếm về thêm được 600 tiền. Vâng, không lên được 1.200 tiền rồi nhưng không sao hết. Với việc anh ta có được một mạng vừa rồi, cái lượng tiền này là đủ để cho Sergey có thể up được một khẩu ốp cho đồng đội. Chắc chắn là như vậy, đúng rồi. Sergey ngay lập tức đã phải drop cho một khẩu ốp cho Alu. 600 tiền khá là quan trọng đấy, tại vì nếu mà không có 600 tiền đấy thì Sergey sẽ phải mua E4 ngay. Nhưng mà với việc đủ tiền thì Sergey có thể mua ốp và có giáp. Thật ra không có 600 đấy thì Sergey khéo vẫn phải mua ốp thôi. Thật đấy, sao còn bắn E4 không giáp à? Bắn gì thì không biết, mình biết là Alu chắc chắn phải có ốp. Vâng, Alu là bố mà, bây giờ thì Stiko phi được xuống khu vực ven rồi. Quá nhanh chóng và thần tốc, 1 phút 40 giây Stiko đã ở gần khu vực bảng điều khiển. Và bom CB của FC như còn chưa biết được này. Khi mà Edo còn vẫn đang khá ngây thơ và bình thản ở khu vực A-Ram. Nào bây giờ thì quay được người ở B rồi, bên phía Godsend sẽ di chuyển đi đâu tiếp đây? Một khẩu Mark 10 trên tay của Stiko thì hơi khó để làm nên được một mùa xuân. Tuy nhiên thì cũng sẽ gây rất nhiều nguy hiểm nếu có xe nó tận dụng tốt cái vị trí của Stiko. Bắt đầu bỏ truyền tiếp xuống Secret. Nhưng bây giờ thì sao? Aerial không nghĩ rằng có người ở gần. Và đây rồi, sự nguy hiểm của Stiko. Một cái vị trí quá đắc địa dành cho anh và đem về một lợi thế hơn người dành cho bên phía Godsend. Bây giờ thì Alu back về đấy nhưng có quá nhiều góc để Alu phải kê. Phát hiện ra được đối phương nhưng để làm gì đây? Alu vị trí đứng này cũng không phải là quá đẹp nữa đâu. Dễ là Alu sẽ ăn viên AK ở mặt trời. Nhưng Sunny của bạn của Zen với Alu lại bắn trượt rồi. Đưa tướng quay là 3v3 và Sunny cũng không phải là quá khỏe đâu. Stiko đang hơi tò mò không biết là... Cái đầu của Zappi nó là to quá cơ mà anh ơi. Mất hết rồi và giờ còn lại bộ đôi Maiden cũng như là Falex rồi.
Cả ba thành viên của NC đi từ Ram xuống cơ à. Nó sẽ là hơi tù túng và chật hẹp nha. Góc kê này của Maiden, anh ta đang phải cố gắng trốn đi. Một mạng rồi, không có double kill dành cho Maiden. Phalix có thể làm được trong tình huống này. Và đó là một tình huống bắn tốt tới từ Phalix. 3-0 dành cho bên phía Godsend. Đó là một tình huống mà bộ đội Phalix cũng như là Maiden đã xử lý rất tốt trong một tình huống 2v3. Và NC đã bắn lỗi khi họ đi cùng nhau nhưng không thể đổi mạng kịp thời. Đó là thằng thứ 3 nhỏ Godsend. Kịch bản này trông vẻ quen quen. Khi mà Godsend họ bắn trong round đầu tiên rất lần lướt thôi. Nhưng mà vấn đề là bây giờ họ đang bắn ở bên phía City, một bên được đánh giá là có lợi. Nhưng thực ra thì dạo gần đây bắn núp thì các team họ lại bắn T rất hay nha. Tầm này thì những giải online thì map nào cũng là map T sai hết đấy ạ. Từ trên bây giờ cũng là thành T sai rồi, núp cũng T sai luôn. Cái map khác thì không nói. Nên việc mà có xe dẫn trước nó cũng là điều dễ hiểu thôi. Bây giờ chúng ta cũng không thể nào mà dựa vào cái yếu tố sai để đánh giá lợi thế của một team được. Bây giờ chỉ với những khẩu lục này thì En sẽ biết làm gì nữa đây. Rất khó cho bên phía En, họ thậm chí cũng không có lượng liệu gì cả để câu thêm thời gian. Tuy nhiên thì Godsend lại đang chủ động đánh chậm. Và đánh chậm thì nó sẽ thường xuyên là một con dao hai lưỡi. Nào, bây giờ thì sẽ là vào Ram. Vào Ram sẽ là dễ dàng hơn. Một mình Aerial gần như là không thể chống đỡ nổi. Bắt đầu sẽ có những quả flat boot ra. Và khẩu CZ trên tay của Aerial nó sẽ rất yếu đuối so với những khẩu AK. Stiko đây lợi thế là quá nhiều. Gọi hội đến chơi hội đồng với những Aerial luôn. Rất là không công bằng. Rất thiếu fair play. Và thì Ado sẽ tiếp tục bị... Úi dồi, mà hai ông lại rút bom ra giữa đường. Và thì Ado có những một mạng. Có đem một kill dành cho Ado rồi. Khóa gót rồi nhưng mà pha lấy đổi mạng rất nhanh. Sunny bắt được Stiko thành công và đường tiến vẫn là 3v2. Chuẩn bị có một màn thua hấp 2 đến từ Godsend rồi. Khi mà Zen cũng đã rất yêu máu và pha lấy cần phải xử lý tốt cái tình huống 1v3 này. Phalix đầy rồi, một mạng nữa dành cho Phalix đưa về là 2v2 và với khẩu AK này anh ta hoàn toàn có thể làm được. Tuy nhiên Phalix lại đang hơi thiếu tầm nhìn, bảng điều khiển đang bị smoke che lại và sức gì thì đang mọc đằng sau. Nhưng đây lại là một khe one way quá đẹp dành cho Phalix. Câu chuyện bây giờ sẽ là dành cho sức gì nhưng không, quá đặc kiểu thuộc về Phalix. Đúng là một tình huống mà 2v3 nhưng mà thật sự nó rất giống một tình huống 1v3 khi mà Phalix đã làm tất cả những thành viên còn lại của NC rồi và nhiệm vụ của Zen chỉ việc là đặt bom thôi. Cũng phải khá khen cho tiểu bắn DE xuất sắc đến từ Alo, như vậy là không đủ khi mà pha đấy rất chi trả với quả smoke ở khu vực bằng điều khiển. Đúng vậy, ai nghĩ được đó lại là một cái quả smoke one way có một khe đẹp quá. 4-0, rất giống với map thi đấu trước. Đó là Godsend thì cứ thắng liên tăng tăng ở lượt first half thôi, nhưng không biết là ở lượt second half thì câu chuyện nó sẽ như thế nào đây. Bây giờ thì lại là full buy dành cho En rồi và Alu vẫn có một khẩu ốp. Aerial cũng lên một khẩu AUG để có thể gia tăng thêm cái khoảng tầm nhìn, bắn nhau cho nó thoải mái hơn. AUG thật ngạc nhiên khi mà thời gian gần đây đã bắt đầu quay trở lại. Zappy spam là rất chuẩn, nhưng Maiden quả này nó còn là ảo hơn. Bây giờ thì Maiden cũng bị spam trả đến từ Circle rồi, khá là giáp đấy. Alu trời ơi, bắn trượt một cái tình huống khó tin. 4v3, Sunny đang phải bù lắp lại cái chỗ vị trí secret đã thủng. Sunny để đối đầu với phía Godsend nó cũng sẽ là bài toán khó khăn. Góc này của Sunny gần như phải là góc bắn nhau đến chết rồi, hơi khó để có thể lùi về được. Hãy cùng xem nào. Sunny góc kê khá là bất ngờ đây. Đối phương có check kỹ hay không? 3, 2, 1. Chưa lắc ra đến từ Godsend, Sunny vị trí này nó cũng không phải là quá đẹp. Stiko headshot được Circle. Và giờ thì Godsend nó cũng đổi ý và không quyết định di chuyển xuống secret nữa. Aerial thì đang ngồi thu lù ở trên Heaven. Và bom xe sẽ là hoàn toàn thoải mái để cho Godsend có thể đặt được bom thôi. Móc lên khoảng tham minh này của Sunny sẽ là đẹp. Nó sẽ gây bất ngờ cho điểm của Godsend rồi. Và Aerial bắt được vị trí của Zen rồi. Đây là một round mà bên phía SC hoạt nó có thể lật ngược được thế cờ. Nhưng mà vị trí của Maiden K nó đang là quá đẹp, dù rằng Maiden cũng không phải là quá khỏe. Đây rồi, một free kill rồi cho Maiden và Aerial có lại trong tiểu 1v3 rồi. Mọi thứ nó đã trở nên hoàn toàn khó khăn khi mà sức đúng hơn là Sunny đã phải nằm xuống. Xong rồi, Aerial bây giờ thì xếp cũng sẽ hơi khó. Đối phương đã phát hiện ra được vị trí của anh và bắt đầu đẩy lên. Họ không muốn đối vị trí của Aerial còn khẩu AUG này đâu. Khi mà cũng tính ra được rằng là En hết tiền, Aerial là một với 13 HP. Và đã có người ở đằng sau, đó là Phalix rồi. Kê trước rất đẹp đó, nhưng Phalix cũng rất cẩn thận. 5-0 của nhà Godsend. Round đầu sau, các thành viên của En sẽ phải hấp bài. Chắc chắn là như vậy rồi. Họ đã để lỡ mất một loạt kiểu Fox bài.
Lỗi lớn nhất là tại Alu, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà thành bại tại Alu mà. Vừa rồi nếu Alu có cho mình cái mạng của Maiden ngoài khu vực outside thì mọi thứ nó chắc chắn sẽ là khác biệt. Vâng, và cảm ơn tiếp tục là sự xuất hiện của bạn Kaguya trên kênh chat Idol Australian. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Khoảng cách 5 round và bây giờ thì SC sẽ hấp bài thôi. Họ vẫn có một khẩu UMP cho thầy Aerio, nhưng thực ra thì một khẩu UMP cũng không thể giúp đỡ gì quá nhiều cho các thành viên của N-Sky. Sẽ cần phải có một tình huống tỏa sáng tới từ một player nào đó, ví dụ như là Sergi hoặc là Zampi chẳng hạn. Nào bây giờ thì vẫn là di chuyển rất thoải mái với những quả smoke của mình thôi. Godsend họ đang nắm bắt cái thế trận ở trong round đấu này. Smoke chè rất kín ở outside. Nhưng bây giờ thì Zampi anh ta đang muốn chơi kiểu trí trá sau quả smoke này. Ừ, đối phương thì đã tràn vào A rồi. Maiden có một mạng con người ở trên nhà vàng. Và bây giờ thì là double kill dành cho Maiden. Check góc là quá kỹ càng. 5 vs 2. Bây giờ thì sẽ là round thắng thứ 6 dành cho Godsend thôi. Chắc chắn là như vậy. Liệu Aerial với Alu có thể bắt được các thành viên nào của việc Godsend hay không? Mà thời điểm hiện tại có vẻ như là Falex vẫn chưa phải nằm xuống. Mà nó rất giống mắt đầu tiên khi mà người giữ được cái mạng lâu nhất hình như cũng là Falex thì phải. Falex ở mắt đầu tiên hình như là 7-0 thì phải. 8-0 gì đấy đúng không? Tầm đấy. Và giờ thì Falex lại bất tử rồi. Falex bất tử. Nhưng mà Falex khi mà Falex bắt đầu chết thì cũng là lúc mà Godsend bắt đầu đi xuống. Thế thì bây giờ cũng phải chờ xem là đến lúc Falex chết thì câu chuyện nó sẽ như nào đây. Mang cái điểm gì đấy chăng? Cái kịch bản map thứ hai này nó đang giống và khả năng cao là nó sẽ giống map thứ nhất thôi. Khi mà sang lượt vớt ra sang second half thì đâu lại vào đấy. NC lại vượt trội so với Godsend nhưng chúng ta cũng phải chờ đã. Khi mà cho thời điểm hiện tại thì Godsend vẫn đang thể hiện một phong độ tốt. Nào, ra đấu này các thành viên của bên phía N sẽ full buy được và có lẽ là sẽ có khẩu ốp dành cho Alu. Tuy nhiên thì lại câu chuyện lại là khẩu ốp trong tay Alu nó không quá phát huy nhiều hiệu quả ở trong những round mà đối phương full buy. Những round mà cần sự xuất hiện của khẩu ốp nhất, khi mà đối phương thì chắc chắn là sẽ gặp khó chịu với những cái góc cây ốp đẹp của Alu rồi. Nhưng Alu thì cũng chưa thể làm hay không gì cả. Thì là vấn đề. Đúng. Góc cây thì đẹp thôi. Chứ còn quan trọng vẫn là phải bắn chết địch. Tactical timeout đầu tiên này cho NC, chúng ta điểm qua lượng frag một chút. Đúng là Falex vẫn đang bất tử rồi, 9-0-0. Và Sunny cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa tỏa sáng được nhiều. Lại là 6-0 và mỗi round thì bên phía N họ chấp một người. Còn bên phía Godsend thì đã có 2 player ADR trên 100 rồi. Bên phía N thì chỉ có 1 thôi và như vậy là không đủ. Nào bây giờ thì Godsend có vẻ như muốn đẩy nhanh vào khu vực bonsai A, một tình huống phi thẳng qua cửa vàng và Siko đang là người đi đâu nhưng anh ta đã bị kẹt thì phải. Không, anh ta cố gắng chờ một khoảng timing nào đó hợp lý. Sunny bắt đầu spam, tuy nhiên bây giờ có flash pop vào rồi, Siko một mạng rồi và có double kill dành cho Siko. Triple kill dành cho Siko. Clear bonsai A quá nhanh. What the hell, một tình huống mà Siko quay người 90 độ vả tặng vào mặt vị trí của sớt cây luôn. Sơ cây hay là Sunny gì đó, chứ đó là thứ nằm xuống quá tức tuổi. Và ba thành viên của NC đi về miền đất hứa không kịp để lại bất cứ một cái di sản gì dành cho bộ đội Aero như là Alu cả. Và đó sẽ là round thắng thứ 7 dành cho Godsend khi mà Aero và Alu sẽ chủ động đi xếp súng. Xếp súng được hay không, nó lại là một câu chuyện khác. Và Alu, khả năng cao là bên phía Godsend cũng đã đoán được vị trí xếp súng của Alu rồi. Alu sẽ bị tổ quay ư. Vâng, vậy cái pha phi của Stiko nó là quá tuyệt vời. Và tuyệt vời nhất là quả flash được support từ đồng đội. Đó, nếu không nhầm thì đó chỉ là một quả flash thôi rồi, nhưng xác. Đã khiến cho mù cái người trên nóc nhà vàng. Và Stiko thì rất thoải mái phi vào. Bây giờ thì Alu có xếp được súng hay không đây. Và double kill dành cho Alu rồi. Bên phía của Godsend có lẽ nên thôi, nên giữ thêm những cái lượng tiền đến từ Falex và Zen nữa. Chắc chắn là như vậy rồi. Không dám đi bắt súng nữa và Alu vẫn giữ lại cho mình khẩu ốp. Chúng ta cũng xem lại cái tình huống này. Siko mất hơi nhiều thời gian để sấy chết sữa cây nhưng chỉ cần đúng một turn thì bắn chết Jaffi hoặc quả smoke thôi. Thật sự là khó tin. Bảy không. Trời ơi, bây giờ thì rất muốn nói là có là Godsend đang đè bẹp đối phương nhưng lại nhớ đến cái map thi đấu đầu tiên thì không thể nói được là không rồi. Thể nói được dễ dàng như thế được. Không thể đúng nói vậy. Trước điều gì. Ở cái là second half vẫn có rất nhiều cơ hội dành cho bên phía Ends.
Tuy nhiên thì từ nãy giờ tôi nói ngược hơi nhiều, cho nên là bây giờ tôi mà bảo là có gợi dành cho En thì có khi họ thua một mạch này. Đấy, bây giờ tôi nói cả hai này, thế không biết là nó theo hướng nào thì tôi cũng sẽ đúng rồi, được chưa? Thế thì tôi chỉ nói luôn, đây sẽ là ma thể đấu dễ dàng dành cho con Sen thôi. Alo, góc kê ở khu vực xếp quyết bắn hơi đen cái chị đấy, yếu được Crystal. Mất đi cơ hội phân pick, Japi đang đẩy ra khu vực outside. Nó sẽ là một quyết định hơi mạo hiểm khi Gen cũng như Maiden đang ở rất cần rồi. Quả bóng ra đã được lộ trước đấy từ Maiden, nhưng Maiden mới là người bắn tốt hơn và đưa thứ về là 5v4. Crystal đang bị spam khá rát ở ngoài khu vực outside, nhưng Maiden đã bỏ đến khu vực Under Heaven thành công. Sunny lần này đã là người có mạng rồi, bên phía Godsend vẫn đang tiếp tục bò trường ở outside. Nhưng Sunny đang... một pha di chuyển rất khéo tới từ Sunny, chúng ta đẩy thẳng về khu vực cửa vàng và nhà vàng cũng đã được sức dây đẩy lên. Sẽ là rất nhiều thông tin cho bên phía Ence, và thậm chí là nếu đối phương có vào A thì bên phía Ence cũng sẽ có lợi thế thôi. Khi mà họ ít nhất thì cũng đã giữ lại được cửa vàng và nhà vàng rồi, nhưng có vẻ như Godsend cũng đã đoán ra được cái điều gì đó và họ đang có người kề lại. Sunny vẫn giữ được cho mình khu vực H, thì nó sẽ là một vị trí tiên quyết thôi. Đây là lộ ra rồi, Crystal cầm bom giữa đường và Maiden. Cần phải đổi mạng của Sunny nhanh nhất, Sunny đã đủ thành công. Không, tôi nói quá sớm rồi. Và Maiden vẫn giữ cho mình quyền kiểm soát khu vực Heaven. Zen đang đẩy ngược về khu vực lobby để bắt Alu. Những tình huống di chuyển đầy sự ảo diệu về mặt timing đến từ cả hai team. Và tình huống vẫn là 3v3, nhưng mà Godsend đã hết sạch bom và EC cũng vậy. Thậm chí là không có cái kit nào cả. Đây rồi, Arrow vừa nói xong thì Arrow lấy được cái kit. Falik lộ vị trí ra rồi. Bây giờ Falik phải chết cơ. Falik phải chết, nhưng sức dây nằm xuống. Falik thì không chết. Alu đổi 1, Alu đổi 2, có thể sẽ là đổi 3. Đây là một quả C4 kín và Alu lại không có kit trên người. Không được rồi Alu. Anh ta biết rằng không có thời gian. Vâng, với việc không có kit thì gỡ C4 sẽ rất lâu. Thế vừa rồi thì kẻ có kit thì Alu cũng không dám gỡ, vì Alu không biết Gen ở đâu. Gen hoàn toàn có thể ở trên Heaven hoặc là móc ngược về khu vực H chẳng hạn. Khó cho Alu trong tình huống vừa rồi. Đó cũng phải khen là cái tình huống bắn rất tốt đến từ Gen như là Maiden nữa. Tám không rồi, nó vẫn chưa chịu dừng lại. Số rao thắng của Godsend nó vẫn cứ thế, nó lớn hơn rồi. Và bây giờ nó sẽ lớn hơn nữa khi mà En đang là một round mà họ half buy, không có nhiều hy vọng đâu. Zampi nghe được nhiều tiếng của đối phương đấy, nhưng làm gì đây? Alu đây rồi. Mark 7, 1, 2, ui, không được ba rồi. Tôi đang chuẩn bị nói ba, nhưng không sao, hai mạng là có đủ rồi. Zampi đang ở sau đội hình Godsend đến nơi rồi, và rồi thì ba người của Godsend sẽ bị bao vây, đúng hơn là hai. Nhưng mà Falik bắt được sơ cây một tiếng tò mò, thật sự là không cần thiết. Zampi không dám đẩy xuống khu vực secret sâu hơn, và nó sẽ là một cơ hội để mất đi để dành cho bên phía của NC. Khó quá, Zampi đã đặt tầm trước, nhưng một khẩu CZ bắn tầm xa với AK thì lại là không được. Và bây giờ thì chỉ còn một mình Aerial mà thôi, biết làm gì hơn đây. Khẩu UMP này thì cơ hội là không có. Thì Falik đó là một tướng flick từ ven về khu vực cầu thang, và round thắng thứ 9 đã đến với Godsend rồi. Một round thi đấu mà có sự cố gắng đến từ Alu, nhưng như vậy là không đủ. Ít nhất thì Alu cũng đã farm được chút tiền. Vậy là round sau lại có tiền lên ốp tới từ Alu rồi. Có lẽ là Alu sẽ lại lên ốp tiếp thôi. Thật sự bây giờ chỉ có hai câu chuyện. Một là Godsend sẽ thắng một mạch hết cái trận map thi đấu này luôn. Hai là NC sẽ comeback. Đâu không có lựa chọn nào khác nữa. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem là trận thi đấu này nó sẽ đi theo cái kịch bản như thế nào. Vâng, Zampi chủ động đẩy outside. Tuy nhiên thì cũng đã bị lộ và nên giữ một vị trí an toàn hơn tới từ Zampi thôi. Với tình huống đẩy vừa rồi cũng sẽ gây ra được khá nhiều áp lực cho bên phía Godsend. Họ sẽ cần phải có thêm những quả flash hay lửa để có thể check góc kỹ càng hơn. Và bây giờ thì sao đây, Crystal đang muốn hack não đối phương. Zampi lộ vị trí rồi. Anh ta lỉnh rất khéo ra khu vực A-Long. Nào, xử lý như nào đây? Siko đổi 1, Alu và Sunny mỗi người chia nhau một mạng. Double kill dành cho Siko. 3v3, bón xe A một lần nữa thuộc về bên phía Godsend. Nhưng đây là một quả smoke chain mini rất thở nha. May là Falik còn sống. Nhưng lời sao, vâng, back về không được tới đây. Aero và Zampi cũng đã phải đi theo người đồng đội của mình. Mất mình Alu thôi, 1v3 là quá khó. Vâng,
một quả smoke lỗi, nhưng mà nó sẽ tạo ra một màn chắn cho vị trí của Zen, và Alu đã lộ vị trí của mình ở khu vực Heaven. Như vậy là cơ hội cho Alu đã chấm hết ở trong cái round thứ này, và chiến thắng thứ 10 đã đến với Godsend rồi. 10 round thứ đó đã trôi qua và Godsend là người giành chiến thắng đến 100%. Ở map thứ trước thì NC bắt đầu vực dậy ở tầm khoảng 70 80, nó bắt đầu lên 71 xong 72. Giờ xong là 10-0 rồi. Bây giờ lại làm liền 5 round, xong làm liền thêm 11 round nữa thì thành 16-10. Có khi lại là như vậy. Đó chỉ là một kịch bản trong mơ đến từ Caster Chí rồi. Trận thi đấu tiếp theo của ngày hôm nay sẽ là G2 đối với Heroic, còn ở khung giờ 2 giờ nó sẽ là Face đối đầu với Fnatic. Ngày hôm nay chúng ta sẽ không có sự xuất hiện của Astralis hay là Na'Vi. Và G2 thi đấu nó sẽ là một cái gì đó rất là giải trí thôi. Xin lỗi, dạo này G2 bán hay lắm. Không giống Face nhỉ? Do G2 mới giống Face nó. Không biết là giờ Face còn fan hay không nữa ấy chứ. 2020 rồi. Đấy, lọc fan như Face nó mới là chuẩn này. Hết sạch luôn, không lọc còn ai. Lọc fan là lọc 100% luôn. Lọc 100% luôn rồi. Giờ làm gì còn ai fan Face nữa đâu. Trở lại với trận đấu này thì sao đây, 10-0 thì có xem, Alu thì vẫn có ôm trên tay. Nhưng bây giờ với khẩu ôm này có vẻ như cũng không thể tạo được điều gì quá khác biệt cả. Khi mà Godsend biết rằng ôm ở A thì chúng tôi về B. Tuy nhiên Evil đã bắn yếu được Crystal rồi. Thế vì Godsend vẫn đang khá bình tĩnh, họ không tràn ngay vào khu vực B-Ram đâu. Có vẻ như muốn vây bom xe A lại ừ. Những tình huống gây áp lực rất khó chịu tới từ Godsend. Họ vẫn còn một phút liền, còn rất nhiều thời gian để cho Godsend có thể di chuyển được. Crystal với Stiko đang phải đi xe lăn rồi. Và nó cũng không dễ dàng để cho vượt qua những khẩu lục cũng như SMG bên phía NC đâu. Đây là một loại thi đấu mà cá nhân tôi đánh giá là NC đang là những người có lợi hơn. Và sơ cây khoảng thằng mình lắc ra là chuẩn, nhưng bắn này là trượt hơi đáng tiếc là sơ cây. Nhưng vị trí của anh vẫn là đẹp đây rồi, Giang bị có được một bạn trên khi sơ cây phải nằm xuống. 4v4 nhưng Zen vào mặt của Alu thành công. Bắn off này thì mất hết rồi và Giang bị sẽ có được spam của mình. Lấy đi được nửa máu đến từ Zen. Giang bị sẽ không muốn chết sau quả sốc mini một lần nữa đâu. Aerial đang đẩy ra với quả flash nữa, không có ai của bên phía Godsend ở thùng ở khu vực default cả. Sunny bây giờ đổi được 1-2 thành viên, 3 thành viên của Godsend rất yếu rồi. Nhưng Sunny chỉ còn lại một mình ở trên cái bãi chiến trường này thôi. Và góc kề của Stiko đang là đẹp hơn, đổi cho mình một khẩu AK. Stiko vẫn đang sống sót và có thêm sự backup đến từ Zen nữa. Bây giờ làm gì đây, hai người đứng nóc nhà vàng thì là quá khó cho Sunny. Bây giờ thì có hỏa lực chắc may ra thả một quả bom vào đây nổ cả ba thì mới có thể làm được. Nhưng không được rồi, hết thời gian rồi, đối phương đã thoát hết rồi, thậm chí Sunny cũng không có kit nữa. Nhưng mà khi quả bom đấy nổ thì đó là chiến thắng của Godsend rồi. Và chúng ta lại thấy được cái sự bạc nhược đến từ... Ôi, rút dao đến từ Sunny. Nhưng lúc nãy chúng ta thấy được sự bạc nhược đến từ Alu khi mà cầm orb ngắm trước từ Heaven. Xong rồi Falix hoặc là Zen lắc ra một phát cho đúng viên AK mặt luôn. Đây, chúng ta cũng thấy cái nhà tác của Zen. Tay quá to. Mười một không, và lúc nãy thì Godsend 11-4 ở lưới first half thì họ đã không tận dụng được, thì bây giờ họ cần phải có một lưới first half nó còn cao hơn. 15-0 tới từ Godsend. 15-0 mà có để cho NC comeback nữa thì tôi cũng chịu. Mà lần này cũng sẽ rất là khó. Nhưng mà Zappi lại đang đẩy khu vực outside rồi, quả smoke lại là hở. Tại sao những cái bức tường smoke của Godsend luôn luôn có những cái khe vậy? Vâng, cái khe là khe sướng cho Zappi thôi, nhưng nằm xuống cái tay của Falix rồi. Cũng đó, bên phía Zappi đã lôi được 90 máu của bên phía Falix đi theo. Stiko cũng không dám tò mò khu vực cửa vàng nữa. Smoke chế lo nhưng họ không xuống Secret ngay. Và có vẻ như bên phía của em cũng đang vẫn đang rất bình tĩnh. Họ có người ở Secret, đó là Alu, thì cũng sẽ có được lượng thông tin đầy đủ rằng đối phương có vẻ như sẽ không đánh B. Bò trườn và Aerial lại là người bắn tốt hơn. Chúng ta mình tốt tới từ Aerial. Và chỉ còn lại 3 player bên phía Godsend mà thôi. Câu chuyện dành cho họ bây giờ sẽ là rất khó. Họ không còn đồ để có thể trả ra ngoài một quả smoke và một quả lửa nữa. Thì setup bombsite nó sẽ là không đủ. Cái chiến thắng đầu tiên ở map thử núp này đã đến rất gần với NC rồi. Và họ chỉ việc tận dụng thôi. 11-11 tôi cũng nghĩ như bạn Kaguya. Và cảm ơn bạn, đây là lần thứ tư bạn donate ở trong cái cho đến thời điểm hiện tại rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Và chúng ta quay trở lại với diễn biến của round thứ 12 khi 34 giây còn lại. Và có xe đang có những bàn chân lặng lẽ bò vào trong khu vực bom xe à.
Mẹ NC họ đang bán nhưng bất động nha. Sunny ở trong bóng sai đây rồi, mạng đầu tiên là không có cái Zen, bắn tốt hơn Zen lại yêu máu. Ở trên khu vực Heaven vẫn còn cái tên sơ cầy và nó sẽ là rào cản cực kỳ to lớn khi mà Crystal đã phải nằm xuống và còn lại một mình Falix thôi. Falix giờ đây thì cũng không quá quan trọng khi anh đã mất ấy rồi. Rồi thì vứt khẩu ốp không cho đối phương nhặt về thôi. Đẩy thắng chết đến từ Falix để lấy tiền. Và đó là thắng đầu tiên dành cho NC ở thời điểm hiện tại. 1-11. Nào, bây giờ thì có lên được 4-11 hay không đây? Một cái tỷ số tốt nhất mà Ends có thể làm được ở trong cái lượt first half này. Vào danh dự cho NC. Thật ra ở cái lượt first half của map đầu tiên thì kết thúc nó vẫn cũng là 11-4 cơ mà. Đúng vậy. Nên là rồi NC chỉ lên thêm 3 round thiếu nữa thôi là có thể là deja vu, mọi thứ lại lặp lại, miễn là họ phải giành chiến thắng ở trong round đấu này đã. Đây rồi, lại là bạn Kaguya lên tiếng với 21. Tôi cũng nghĩ như bạn Kaguya ạ, và liệu lần này còn nó đủ hay không. Nhưng mà sơ cây của Jumpy có vẻ là 21 thật rồi, nhưng mà ông sơ cây máu quá đấy, quá mất khôn rồi. Vậy Maiden có cho mình mạng đúng hơn là Zen. Thì Jumpy đang phải bắt cắp lại cho những người đồng đội của mình. Maiden cũng lại yêu máu rồi. Nào bây giờ thì có Zen lại giống như lúc nãy, họ đang quay ngược ra. Tuy nhiên thì quả C4 đang rơi ở khu vực cửa vàng. Một sự lựa chọn hợp lý khi mà quay lại nhặt quả C4 đã rồi tính gì thì tính. Bây giờ thì Zampi vẫn đang giữ lại trong bom xe A, nhưng Godsen sẽ đánh đâu đây? Bách ngược về có lẽ sẽ là đánh ngược về B nữa. Đánh ngược về B nó cũng sẽ là một trận khó khăn khi ở Ram vẫn còn Aerial. Đây là một round thi đấu mà NC tiếp tục có lợi khi mà họ vượt trội về mặt bom mìn. Và Godsen cũng đã không kiểm soát được quá nhiều vị trí ở map thi đấu này. Alu đang có một góc cây đẹp ra khu vực outside. Mà nếu như Alu mắc sai lầm thôi thì mọi thứ nó sẽ xoay chuyển 180 độ. Vị trí của Zen đã lộ ra. Zen đã di chuyển được vào khu vực mi thành công Maiden. Vâng, Sneaky Bicky Maiden đã vào đến khu vực default rồi. Nhưng mà Jumpy kê lại rất chắc chắn. Còn lại bộ đôi Falex với Zen rồi. Và sẽ Falex sẽ chờ đợi một thiếu móc Heaven đến từ Zen. Nhưng mà chưa kịp chờ đợi thì Alu đã có tình mạng tiếp theo. Aerial bị bắt lại nhưng vị trí của Zen đã lộ ra. Quả bom thì rơi quá xấu và đó là mạng đơn giản này cho Jumpy. Một cái triple kill dành cho anh. Và đúng là round thắng thứ hai đã đến với bên phía của NC. Vâng, round này bên phía Godsen đang hết tiền. À không, lượng tiền bonus nữa. Lot bonus cộng vào thì họ có lẽ vẫn sẽ là đủ trong round đấu sau. Kể cả họ có thua. Phan ca mình như là của bên phía NC. Ông nào lại còn bảo là tên của Alu nghe giống tên cờ hó, rất là phạm thượng rồi. Tên của hoàng thượng mà lại bảo tên giống tên cờ hó, không được rồi. Ông này phải lôi ra long đầu chạm luôn. À nhầm, thôi được rồi, long đầu chạm được. Chu di tam tộc luôn. cái tội phạm húy. Bây giờ thì NC họ có cơ hội lên được cho mình đoàn thắng tiếp theo. Không, khi mà Aerial cũng đang tỏ ra là khá yếu tiền và lợi thế về mặt kinh tế thì vẫn là nghiêng về phía Godsen nhiều hơn. Nào bây giờ thì đang phi thẳng vào khu vực bom sai B. Ừ, đang đẩy rất nhanh, có Aerial đây với khẩu UAP. Aerial chỉ cần đổi một đã là đẹp lắm rồi. Nhưng cửa bắt đầu mở ra và Aerial suýt chút nữa đã có thể làm đôi. Bây giờ Alu cũng đã chưa kịp nhìn thấy cái gì cả. Và Alu hơi chậm hơn một tí, nếu mà nhanh hơn thì sẽ hay hơn. Quả nét này từ Alu, nó là kết thúc đi Maiden. Tuy nhiên C4 đã được đạt thành công, si có móc sau và bắt đi được Alu rồi. 3v3 En lại thành gặp khó hơn, nhưng họ cũng đang bách dần người về. Cơ hội retake thì họ vẫn còn, khi vẫn còn kit trên người các player. Mà không có smoke với lửa thì nó sẽ là bài toán khó nha. Seagull bắt đầu trả quả lửa của mình đầu tiên ra và Sunny đã bị đốt rất nóng ở trong khu vực cửa đơn. Còn lại một mình vị trí của Sirkay rồi. Ở đây sẽ là dấu chấm hết dành cho NC. Chuỗi lên điểm của họ mới có 2 round thôi, đã bị chặn đứng rồi. Và đó là mạng dành cho Falex, 12-2 dành cho Godsen. Có vẻ như lần này thì kịch bản ở map thứ đầu tiên sẽ rất khó để thể lặp lại. Vâng, Falex đang có cho mình một cái KDA đó là 6.0. Cao hơn cả điểm tổng kết văn của tôi. 5.5 à? Mấy chấm thì không biết, nhưng mà 6.0 là cao rồi. Tóc của Sirkay có vẻ bắt đầu mọc lại rồi này. Tóc của Sirkay. Nào bây giờ thì Godsend. Last round của lượt first half này. Full buy đầy đủ. Và end thì là full SMG đầy đủ.
Họ chỉ có một khẩu Pharma trong tay của Sunny mà thôi. Siko làm đôi sẽ kết thúc đi được Zappy. Zappy đổi một nhưng vẫn là no hope dành cho Zappy. Một vết ba rồi. Kể cả là Godsend có hai người yếu máu thì vẫn sẽ là không có cơ hội nào nữa đâu. Còn lại của mình Zappy. Mà Zen và Stiko đã rất yếu máu và Zappy đang muốn bách về khu vực ven ở. Dấu hiệu nào để cho Zappy có thể bách xuống như vậy? Bây giờ bom sẽ là thành công rồi. Stiko lộ ra. Đã có một tướng bóc sau đến từ Zen. Nhìn thấy cái chân của Zappy, vị trí của Zappy đã bị phát hiện. Thôi xong rồi. Phalanx sẽ có một góc cây trực diện lên rồi. Xây bãi bãi không. Tôi lại nói quá sớm rồi khi Zappy bắn quá xuất sắc cặp tướng vừa rồi. Vị trí của Zen cũng đã lộ ra. Và chắc chắn là Zappy cũng sẽ có những thông tin báo về từ những người đồng đội là Zen yêu máu. Trên người của Zappy có kit một smoke hoàn toàn thoải mái để Zappy có thể xử lý rồi. Fake một tí, vị trí của Zen đã lộ ra. Ui rồi ơi, lộ ra bên này thì dễ quá. Đi làm gì, đi làm gì. Không, không hề dễ, không hề dễ kìa. Zen anh ta tính trước rồi. Anh ta tính trước rồi và đó vẫn là vào thắng dành cho Godsend. Cứ đến lúc mà bạn cười ra không donate nữa thì NC bắt đầu thua. Thật sự là có vấn đề tâm linh rồi. Feelings don't die around this neighborhood. We used to sell a double pills, young and misunderstood. My homie, tell me what is changing from your point of view. A smaller circle, but the range is still some deja vu. I recognize my future, and there is nothing with you. Unless you turn your boat around, success might come recruit you. But unless you analyze in depth, that we're steps away from death. A thousand possibilities, act on it, Johnny Depp. For real. Cause we're alone sometimes, trying to know what father brought us down to here. I don't wanna be stuck in countless towns. I just wanna smile and run away from here. I swear to God, man, I just wanna be a model for my brother. Hey, I just gotta work until I'm on the covers. Hey, I just gotta work until my songs are covered. Hey, I just wanna make it proud to be my mother. Wish we could learn how to love our mistakes. Straight from the jump and away for an answer. Wish we could smile, which is rough nowadays. Change our reactions. You just gotta love yourself. You just gotta love yourself. Every time I see you know the truth. Cause baby, every fucking time you've played me.
Vâng, và bây giờ chúng ta cùng trở lại ngay với lượt second half. Trận đấu giữa Ents cũng là Godsend. Và không biết là có giống với map thi đấu đầu tiên hay không. Là God... Nếu mà Ents thành được Raw Pistol này, cơ hội giành chỗ comeback vẫn là có. Thôi bây giờ đơn giản nhá. Cứ khi nào có người donate thì NC thắng. Nên các bạn fan NC biết phải làm gì ở đây. Và rồi Zampi vừa vào mặt của Palik. Nhưng mà chưa chắc là NC có thể giành được chiến thắng đâu. Khi mà đã bao nhiêu lần họ có lợi thế rồi. Nhưng trong lượt first half họ không tận dụng được. Lợi thế một người. Có lửa, có smoke, có nét và ba quả flat. Lượng tài nguyên là cực kỳ dồi dào. Trong khi đó thì Godsend ra hôm nay hình như là họ còn không có kit cơ. Nào, Crystal bắt được cái mạng của Zampi rồi. Donate nhanh lên để Ents có thắng nào anh em ơi. Maiden bắt tiếp được Aerial. Donate nhanh lên anh em ơi. Không được rồi, liên tục là các thành viên của Ents nằm xuống. Alu đổi 1, 1 vs 3 thì Alu. Alu không sủi về được. Và round thắng thứ 14 dành cho Godsend. Tôi nói thì có bao giờ sai đâu. Nên mà vậy là match này đã kết thúc rồi. 24, NC sẽ Foxby luôn. Chắc chắn là như vậy rồi. Không có donate thì chỉ có thua thôi. Rồi sang map thứ 3 tôi nghĩ là kịch bản nó cũng dễ thế lắm. 14-2 rồi. Trời ơi, sao nó không giống được với map thi đấu đầu tiên vậy. Bây giờ thì là khó dành cho En quá. Họ đang phong bay luôn. Đứa cả đã về không. Nào đẩy vào khu vực B-Ram. Có Stiko đây. Stiko rất cường với cậu em 4. Tuy nhiên anh ta chỉ có được một mạng mà thôi. Sẽ ai sẽ là người thế vào vị trí của Stiko ở bom side B đây. Cần phải có người back về sớm. Cho tới để hiện tại có mới có Maiden đã xuống đến khu vực ven rồi. Là vẫn ở rất xa bom side B. Trong khi đó Aero đã tăng thẳng về khu vực cửa nhỏ. Ôi có tình huống vừa rồi thì là Aero vả vào mặt của Sunny ạ. Mấy ông FC thì bắt đầu hết trò để làm rồi. Lợi thế vẫn thuộc về họ. Khi mà có bom đã được là thành công. Và ra thủ này thì Falex còn phải retake cái một khẩu Scout. Đứng khá là tù tùng với 3 khẩu MP9. Cơ hội cũng không phải là quá nhiều dành cho Godsend. Nào, ok này, bên phía En đang là khá đẹp. Tuy nhiên thì lửa đốt Alu đau quá. Aerial không bị lộ trong tình huống này rồi. Một mạng đơn giản dành cho Aerial. Tiếp tục nào, không có double kill. Alu không thể hỗ trợ được. Và bây giờ Zen bắt đầu đẩy lên. Tiếp tục là có mạng dành cho Zen. Đưa tình huống về là 2v3. Nhưng thời gian C4 không còn nhiều nữa. Sergey chỉ cần trốn. Sergey ơi, chủ động lộ vị trí trước để ngăn không cho đối phương cơ C4. Và đây sẽ là một tình huống mà cơ C4 không kịp tới từ bên phía Godsend. Vẫn là một round thắng dành cho S mà thôi. Godsend mất hết sạch súng rồi. Một round thắng rất đẫm máu đến từ cả hai team. Khi mà tất cả mọi người đều phải chết. NC đã có cho một round thắng thứ 3. Đây sẽ là sự bắt đầu của một cuộc comeback. Nghe thì nó hơi viển vông. Nhưng mà cái gì thì nó có khả năng của nó. Và khoảng cách cũng chỉ là 11 round thôi. Còn nếu như NC thắng liền một mạch 13 round liền thì họ sẽ có một chiến thắng 16-14. Dù rằng thì kịch bản đấy nó nghe rất giống ở trong phim. NC sẽ khởi đầu bằng một round thi đấu Foxby của Godsend. Đúng hơn là Hapby. Bò truyền rất cẩn thận tới từ bên phía Ents. Smoke đang được trả ra liên tục vào A-Long để có thể di chuyển. Và lần này thì Godsend lại không có ai áp sát gần cả. Alu đang là người giữ lại. Alu, anh ta sẽ là người làm biter. Nhưng Alu làm biter thì có vẻ không hay lắm. Hoàng thượng đi một mình cận vệ thì lại ở chỗ khác. Bây giờ đi Sunny. Một bắn quá tốt tới từ Stiko với khẩu DE. Lợi thế hơn người đã được dành cho Godsend rồi. Tuy nhiên thì trên tay họ vẫn chỉ là những khẩu lục mà thôi. Crystal bị bắn yếu. Vị trí là lộ ra và Alu đang cố gắng đục vào anh chàng Crystal. Nhưng mà Zappi với Alu mỗi người có trên một bạn. Và Alu đang post eco cũng khá là nhiệt tình ở đây. Trời ơi, bị bắn lại một viên vào người. Đó là mạng của Alu về nằm xuống hốt eco này thì hỏng hết. Bây giờ cũng còn lại một máu khá là may mắn cho anh chàng này. Nhưng mà bên phía của Godsend sẽ có một lựa chọn, đó là đi xếp súng. Xếp luôn rồi, ra đấu sau Zen cùng đó Siko vẫn có thể mua được. Và với việc Maiden nhặt được súng như thế này, hoàn toàn vẫn sẽ là, có thể là một ra một mua toàn súng to tới từ bên phía Godsend. Khả năng cao là như vậy, nhưng mà ra đấu sau cái khả năng mua được của họ thì vẫn còn bỏ ngỏ. Khi mà lượng bonus cộng vào nó chỉ là 1.900 thôi. Thì hoàn toàn là không đủ để có thể lên M4 giáp 1. Cùng với cả bom mìn nữa. Có lẽ vẫn sẽ là Eco trắng đến từ gen của nó Siko chăng? Tiền này thì hoàn toàn có thể mua được khẩu lục với cái giáp 1 chẳng hạn. Đó,
Falik vẫn giữ được cho mình cái KDA khủng khiếp. 21/5. Mười round. Khoảng cách là 10 round dành cho bên phía Ents. Còn Godsend chắc chắn họ cũng sẽ không muốn đối phương comeback. Quyết định là Eco tới từ Godsend rồi. Chứ là đây là một round mà họ Zen cùng với Seiko thì là half buy. Còn những người còn lại thì là đồ xếp được thôi. Gọi đây là một round thi đấu half buy đi. Maiden đang có một cây rất đẹp và săn đi. Chưa lộ chân ở trong cái thi đấu này. Nếu di chuyển xuống ven thì sẽ bị lộ thôi. Và đó là một cái mạng rất đơn giản cho Maiden. EC sẽ đổi hướng ra ngoài khu vực outside sau khi mất đi vị trí của Sunny. Stiko đang giữ ở dưới khu vực secret. Một mồm với Stiko rồi, một tướng mà Edo chủ động lắc ra pick. Không có mạng thứ hai nhưng mà như vậy là đã quá đủ rồi. Vâng, Stiko là một thì Maiden thì Falik lại đẩy ra để cho Alu làm đôi. Đưa về một tình huống đó là 3v3 nhưng mà Alu thì cũng đã yếu máu rồi. 3v3, cơ hội vẫn đang là có. Rất may là Crystal vừa rồi bắn trượt. Alu rất yếu máu, bắn yếu được cả Zampi rồi. Bắn yếu được cả xước dây rồi. Khẩu scout này nó phát huy quá nhiều hiệu quả. Bây giờ câu chuyện dành cho có xe nó sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Đối phương yếu thì gần như là ăn một viên lục thôi cũng chết. Tướng Crystal bắn hai viên scout khá ảo vào người đội hình của NC. Thì cả ba thành viên của NC đều yếu rồi, chỉ cần một viên Deco thôi hoặc là một viên 5-7 thôi thì sẽ là đi về với đất bụi ngay. Nào, Crystal vẫn giữ được cái khu vực Under Heaven này. Và vị trí của Jampi lộ ra hay chưa? Jampi đang bỏ rất gần đến anh chàng Crystal rồi. Và chỉ ở ngay sau lưng thôi. Ô, Crystal không thấy. Và có vẻ như đối bên kia Stiko cũng không thấy. À không, Jampi cũng không thấy như phải. Tôi lại tưởng là thấy rồi. Nhưng hóa ra chỉ là tôi có được cái lợi từ X-ray tầm nhìn X-ray thôi. Rồi bây giờ thì NC sẽ phi thẳng xuống bom CB. Dưới bom CB chỉ có mình vị trí Stiko. Với khẩu Mark 10 này thì cũng sẽ là đủ rồi. Nào, bắt đầu một của ra một mạng là Stiko, hãy cùng điểm danh đi. Hai mạng là không có đặt bom thành công hay không. Alu lại xây chết được. Đúng rồi, tình huống mà không kịp đặt bom đến từ sơ cây. Trời ạ. Thua khá là nhạt đến từ bên phía của NC. 15-4 và bây giờ thì Matchpoint đến quá gần với Godsend và thậm chí là cả cái chiến thắng ở map thi đấu này. Map pick của chính họ rất trong vành. Thật sự là một round thua không đáng có cho NC. Nhưng mà thôi, để comeback được thì còn để cũng mệt. Thà là sang map 3 thắng khéo còn nhanh hơn là comeback ở map thi đấu này. Smoke được ném ra chạy outside. Lúc nãy thì như là các analyst cũng đã phân tích về cái bài smoke này rồi. Và Link có một cái ốp ở đây, tuy nhiên anh ta lại không bắt đi được cái mạng của ai cả. Chưa ai phải nằm xuống hết, chỉ là tình huống trao đổi chiêu thức và cấu máu lẫn nhau thôi. Sergey đang đẩy ra, có hai người ở đây, đó không phải là double kill dành cho Sergey. Tuy nhiên anh ta cũng đã bắn yếu đi được Maiden rồi. Bên phía Ents họ đang muốn đổi hướng về khu vực bonsai B, nơi mà có vẻ như là đang không có ai ở bên phía Godsend kê lại thì phải. Zampi vừa rồi đã có được mạng của Zen rồi. Câu chuyện đã khó lại càng khó hơn dành cho Godsend. Ít nhất thì Ents sẽ nuôi thêm được một cái hy vọng nữa. Zampi là đấu đầu với Falik. Stiko đang móc khu vực A-Long mà có vẻ như là hơi xa đội hình của NC. Khi mà NC đã xuống hết được khu vực bonsai B, Aerial vẫn giữ lại được cho mình Ram. Nhưng mà Falik đã kéo cổ ra. Đó là dấu chấm hết để cho Aerial. Bộ đôi Alu với Sunny sẽ là xử lý như thế nào đây? Hay là họ sẽ đưa chúng ta vào thời gian nghỉ giải lao để chờ đợi cho map thứ 3 đây? 3v2, có kit trên người của Stiko. Lượng bom mìn bây giờ sẽ là hết dành cho cả hai. Và sẽ được đưa về những tình huống thuần bắn trong tay rồi. Alu đi đâu đây? Ngay lập tức là bị xích lại và còn lại một mình với Sunny 1v3. Đó sẽ là dấu chấm hết dành cho Sunny với cái mạng của trong Falik. Và map dấu thứ hai sẽ kết thúc với tỷ số đó là 16-4, rất một chiều dành cho bên phía của Godsend.
Như vậy là tỷ số được cân bằng một đều sau hai match đầu tiên. Lần này thì con sen này là đội lên tiếng với một chiến thắng rất cách biệt trước NC. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với map thay đổi quyết định để xem ai sẽ là người chiến thắng trong kèo bao ba này. Đó sẽ là map thay đổi Inferno.